Thưa quý vị, câu chuyện về hành trình đi tìm phép màu của chú lính chỉ Thiện Nhân và mẹ Mai Anh đã được nhà hát Tuổi Trẻ dàn dựng và đưa lên sân khấu nhạc kịch với tên gọi Viên Đá Ngũ Sắc. Vở kịch sẽ được công diễn vào ngày 9 và ngày 10 tháng 11 tại thủ đô Hà Nội. Và một phần doanh thu sẽ được trích lại để gây quỹ Thiện Nhân và những người bạn. Khởi đầu từ nỗ lực cá nhân của mẹ Trần Mai Anh năm 2006, hành trình ban đầu chỉ là điều trị cho đứa con bé bỏng mà chị nhận nuôi, bé Thiện Nhân. Suốt hơn một thập niên, người mẹ nhỏ bé và đứa trẻ bị bỏ lại trong vườn chuối, bị thú hoang tấn công, đã cùng nhau đi một quãng đường dài qua khắp các châu lục để tìm cách mang cho con một cuộc sống trọn vẹn. Cảm động trước câu chuyện này, nghệ sĩ ưu tú Ca Ngọc Ánh đã dàn dựng đưa lên sân khấu nhạc kịch với tên gọi Viên Đá Ngũ Sắc. Hình ảnh viên đá ngũ sắc cũng là một biểu tượng của niềm tin. Nếu ước mơ của chúng ta đủ lớn, thì điều ước sẽ trở thành hiện thực. Nhưng chúng tôi không thể nào mà kể chi tiết tất cả những cái câu chuyện chúng tôi được nghe, mà chúng tôi chỉ muốn thông qua những cái các cái chủ đề âm nhạc đó để toát lên một phần nào khái quát được cái sự lớn lên trưởng thành của Thiện Nhân, cũng như là một cái món quà của các nghệ sĩ cảm ơn cái sự thiện tâm của tất cả chúng ta đã góp thêm một cái phần tươi sáng cho xã hội. Kịch Viên Đá Ngũ Sắc thực sự đã chạm và mang cho mình những cảm xúc rất là riêng, bởi vì là sự thấu hiểu, sự chạm đến với một cái trái tim của một người mẹ đã đau đớn với con mình như thế nào, với cái niềm tin yêu như thế nào. Và mình nghĩ rằng tất cả những người mẹ mà có con ốm, được những con đang đau đều có một cái ước vọng và những cái mong muốn như vậy, những cái điều kỳ diệu xảy ra với con mình. Và những cái điều kỳ diệu đấy, những mong ước đấy là những cái điều mà giúp cho những người mẹ bầu những đứa con vượt qua mọi khó khăn. Các diễn viên được chọn lọc dựa trên yếu tố của loại hình sân khấu đương đại nhạc kịch 3:1, nhảy múa, diễn xuất và ca hát. Một phần doanh thu của vở nhạc kịch sẽ được trích cho hoạt động của quỹ Thiện Nhân và những người bạn, nơi nhiều em nhỏ sẽ tiếp tục được thay đổi cuộc sống nhờ đôi tay của các vị bác sĩ giàu tình yêu và thiện tâm.